没事，他。chắc là không giòn đâu. Cái hàng này nó cắn có cái một chút sắc này. Để đem nào. Để xem trên giường xem ai biết được đâu ấy. Bác qua chào mình ngặt ra tất cả. Bác có nước không? Con nào chơi được là hết tất cả. Dùng cái tu nước vào láo đấy. Mất cười. Ui, ui, trời. Trái cả tu. Đấy là cái tu bắt được lúc nào nhé. Lươn là tu là mà chẳng phải kiên là tu. Mình là vô tội lươn, không biết trời đấy. Thế các ăn tu chẳng gì? Ăn là củ vô tinh nhỉ. Nhẹ. Thế mà cũng mà chỉ luôn. Con này chỉ ngon của màu thế là nó có. Chắc là không giòn đâu. Chắc chắc hết à?
Thấy cơ mấy
เนี่ยทำหนังมันให้ไม่มาขึ้นให้ขึ้นมาเจ๋งนะเพื่อนมาเจ๋งเจ๋งเจ๋งเจ๋งเขาตายจีบมาจ้าrăng á, chắc sốt răng rồi thế. Cái này có người phải đi chích đấy. Con này chắc chắn phải đi chích lấy ra rồi. Con là bắt đầu mọc răng mới, sốt răng này. Phải mọc răng mới đâu, cái gốc răng cũ của nó chọc lên thôi. À. Làm gì mà nó đã mọc răng ba tuổi? Mọc răng mới thôi. Vậy anh ra xé cửa bây giờ. Ở ngoài kia. Ở ngoài chủ đấy. Con đi phải dũng cảm lên nhá, biết chưa? Không đau đâu. Cũng dễ thôi, bởi vì nó nhô lên nhiều, nó có chân đỡ cái này à? Nó chỉ chích lấy ra. Ôi, nó tiêm vào phát, nó chích lấy cho nên lấy nó không biết đau đâu. Lúc chuẩn bị tiêm ấy, khơi bảo là con nó làm mất. Quá mình làm đấy. Nào yêu cọ thái về đâu, tao nó bắt tiệm xong nó này bẻ ao cỏ ăn ẻo cô rồi, không đau đâu này. Tao lúc tiệm lắm. Tao lúc xong nó lão. Yêu lão thẳng thôi.
tên em mình hạ và pi nhổ răng giống như gốc phú xong rồi mặc răng mới mà tăng hàm nhé ngăn con mình coi thím nhổ con phải đeo răng lắm xong rồi lại nào khỏi ốm lại nhé mà tăng đồng hạ và áo mà lại mọc răng mới để hết bình luận nào luôn. Bây giờ cái chân giò bán cân bao nhiêu? 100 rưỡi. Giò cân 120 được rồi. Có khả năng là đây là